Dạ, xin kính chào cô chú chị và các bạn. Rất hân hạnh gặp lại cô chú chị và các bạn trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Hiện tại thì em đang đứng trên một con đường Châu Văn Liêm. Bên cạnh em thì có hai bụi hoa, đây là hoa mai địa thảo quý vị. Còn đi thẳng phía này, chúng ta sẽ đến nghĩa trang Thánh Mẫu. Đây là con đường Châu Văn Liêm thuộc phường 7 của thành phố Đà Lạt quý vị. Từ khu vực đoạn đường Thánh Mẫu đi đến con đường Nguyễn Hoàng. Khu này người ta hay gọi là khu đất mới. Trong này bà con cô bác mình làm vườn nhiều lắm, chủ yếu là trồng các loại rau màu. Khu này khu đất mới, bà con cô bác mình từ các nơi vào kiếm công ăn việc làm, rồi làm vườn cũng nhiều lắm quý vị. Những cây rau màu như là xà lách, cô rôn, hành tây, cải thảo vân vân, rất là nhiều các loại rau. Đà Lạt hôm nay vào lúc 16 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2024. Em xin kính mời quý vị và các bạn cùng đi cập nhật tình hình tại khu vực đất mới thuộc phường 7 của thành phố Đà Lạt. Tại đây cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng chừng 7 cây số quý vị. Đi xe máy thì mất khoảng 15 phút. Ngay vị trí này ở xa trung tâm thành phố Đà Lạt, được cái là có nhiều vườn rau xanh mát, rồi cảnh vật yên tĩnh, chưa có bị đô thị hóa nhiều. Những căn nhà gỗ của bà con người dân cũng rất là lập sụp. Theo thông tin mới nhất, giá bình quân của các loại rau củ ở Lâm Đồng đều tăng cao bởi vì vào mùa mưa. Bắt đầu từ tháng 5 hàng năm, mùa mưa ở Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Ở Đà Lạt thì có những vườn rau còn sót lại như là khu đất mới, rồi khu Đa Thiện, nói chung là vẫn còn rải rác thôi quý vị. Đâu đó là nhà lồng hết cả rồi. Còn nói đến rau được trồng nhiều nhất đó là huyện Đơn Dương cũng như là Đức Trọng quý vị. Do đó thì trồng rau màu nhiều hơn ở Đà Lạt và xuất đi các tỉnh thành. Hồi xưa Đà Lạt trồng nhiều rau lắm, cũng như nghề trồng rau là nghề sớm nhất tại Đà Lạt từ thời Pháp rồi. Đã mang giống cây sang và trồng như là bắp cải, xà lách, cà rốt, cô rôn vân vân, được phát triển mạnh ở giai đoạn trước đây. Rồi cũng có những chuyến xe vận tải trở về bán tại Sài Gòn và Nha Trang. Cũng không kể đến đó là những cô bác bà con gốc Quảng Ngãi, Quảng Nam, rồi ngoài Huế vào với sức chịu đựng dẻo dai, cần cù, cũng khai thác những khu đồi, khu hẻm núi, tạo ra những thứ vườn rau tươi tốt. Theo Trung tâm Khuyến Nông Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, giá các loại nông sản như là bó xôi, cà chua, củ dền, xà lách, cô rôn, su su, v.v. thì đều tăng giá so với thời điểm tháng 4 vừa rồi. Trong đó thì có các mặt hàng nông sản đã tăng gấp 1,5 lần so với tháng 4 như là bó xôi. Ở ngoài chợ Đà Lạt thì bán một bó xôi với giá là 32.000 đồng một ký vị, tăng đến 12.000 đồng cho một ký. Vấn đề tăng giá đó là do mùa mưa đến thì diện tích trồng rau ở ngoài trời bị ảnh hưởng về sản lượng. Đặc biệt là các mặt hàng cà chua thì do mưa nhiều cũng gây ra hư, trái thì bị hư, cũng tăng giá. Cà chua thì được trồng nhiều ở huyện Đơn Dương. Năm nay những nhà vườn có rau bán thì cũng thu nhập đỡ hơn là mấy tháng trước. Và thu nhập cũng tăng. Như là những cây cô rôn thì giá bán 8.000 đồng cho 1 ký. Còn đây là những cây cải thảo của bà con nông dân đang chuẩn bị trở về các cái vựa để bán. Ở những khu vườn dưới này á, khi mà giá rau màu tăng thì bà con rất là phấn khởi. Đôi khi có những lúc mất giá, những người dân, bà con cô bác mình cũng cho vào vườn rồi cắt thoải mái đem về nhà ăn luôn quý vị. Ở khu vực này thì có những căn nhà lụp xụp của bà con, chủ yếu là bà con sinh sống và làm những công việc, chủ yếu là làm vườn. Dọc theo bên ngoài là con đường Châu Văn Liêm quý vị, bên tay phải thì chúng ta sẽ đi về nghĩa trang Thánh Mẫu, một con đường được nói như là một đi không trở lại.
Ở Đà Lạt thì có lò hỏa thiêu Du Sinh nằm ở phường 5 là lớn nhất. Rồi tại đây thì nghĩa trang Thánh Mẫu. Ở đây thì cũng có những khu vườn dâu cho tham quan vườn dâu. Dâu Nhật thì có giá khá là cao, khoảng 4-500 ngàn một ký là quý vị. Thường thì bà con tiểu thương ít bán ở ngoài. Du khách nếu mà muốn mua dâu Nhật á, thì sẽ vào tận vườn mua thì sẽ có giá tốt hơn, cũng như là được trải nghiệm hái dâu tại vườn. Do là dâu Nhật có giá thành cao cho nên là tiểu thương ít nhập về bán. Còn phía trên đỉnh đồi xa xa, quý vị và các bạn có thể thấy đây là khu vực Đại Chủng Viện Minh Hòa. Hướng đi vào Đại Chủng Viện Minh Hòa thì nằm trên con đường Vạn Kiếp. Như quý vị và các bạn đã biết thì đi vào chúng ta chụp hình với căn nhà cũ, một căn nhà gỗ rất là đẹp, mang đầy hoài niệm về Đà Lạt. Tiếp theo thì em sẽ chạy vào con đường Nguyễn Phi Ý Lan. Hồi xưa cái con đường này là con đường Thánh Mẫu, nhưng mà sau này vào năm 2002 thì được đổi tên thành đường Nguyễn Phi Ý Lan. Con đường này nó sẽ nối đến khu vực con đường Nguyễn Hoàng. Bên trong con đường Nguyễn Hoàng thì có hai tòa ký túc xá sinh viên, rồi khu trường lái Thiện Phúc Đức, rồi nhiều khu vườn rau, bà con trồng rau ở ngoài trời. Còn phía dưới này là khu vực nhà thờ Thánh Mẫu. Cái con đường đá ở đây quý vị cũng có thể là đi xuống, nó thông xuống con đường Thánh Mẫu, đi xe máy được thôi quý vị. Bên cạnh nhà thờ thì có một khu đồi tương đối là thoáng đãng và yên tĩnh. Bên trên thì có những khu mộ của các vị linh mục, cũng như là ngọn đồi của bên nhà thờ. Và tới đây là khu vực con đường Nguyễn Phi Ý Lan, cũng có một quán nướng tóp tép. Quán nướng tóp tép này không biết quý vị và các bạn đã đến bao giờ chưa. Em cũng có đến đây một vài lần rồi. Nói chung không gian ở phía sau thì cũng rộng rãi và được thiết kế ở ngoài trời. Bên trên chỉ có một mái che. Và khi mà quý vị và các bạn thưởng thức bên trong thì có những món ăn như là món nướng, cũng như là nhiều món khác. Nói chung là cũng tạm ổn, tuy nhiên thì hơi xa. Bà con cư dân gốc cũng sinh sống ở trong khu này cũng nhiều. Ngay khúc đầu, quý vị và các bạn có thể thấy là thông qua những căn nhà cũ, những căn nhà này có lẽ là được xây vào năm 1950 mấy cho đến năm 1960.
Còn đây là một băng coron rất là xanh, đang chuẩn bị thu hoạch quý vị. Coron thì được bán lẻ ở ngoài chợ với giá là 8.000 đồng cho 1 kg. Năm nay thì có lẽ bà con mình sẽ có một vụ mùa bội thu. Coron thì được sắc nhỏ ra thì ăn chung với những món ăn như là bún bò Huế, rồi bún riêu. Hồi xưa có mấy cô đi bán rau, trên vai thì một đôi quàng gánh với hai sọt rau rất là đầy vung và đi chợ rất sớm tại Đà Lạt. Tối hôm đó thì cắt rau về rồi rửa sạch, rồi sáng hôm sau 4 giờ sáng đã có mặt tại chợ Đà Lạt để bán rồi. Đối với ngày xưa thì khi mà trời mưa, mưa to ngập lụt mất mùa thì nhiều bà con tiểu thương cũng cắt những cái cây rau đi bán lẻ ở chợ Đà Lạt. Làm vườn thì phụ thuộc vào thời tiết cũng như là mưa nắng thất thường. Tới đây thì chúng ta đã đến khu vực con đường Nguyễn Hoàng. Thời tiết chiều nay thì không có mưa quý vị. Nếu mà buổi chiều không mưa thì khả năng cao là buổi tối sẽ mưa. Tại vì sáng nay ở Đà Lạt thì có sương mù quý vị. Theo như kinh nghiệm của nhiều người dân, nếu mà buổi sáng mà có sương mù dày đặc á thì buổi chiều chắc chắn là sẽ mưa hoặc là buổi tối. Tại đây là hai tòa ký túc xá sinh viên rất là cao quý vị. Còn đây là khu vực phân lô bán nền trước đây. Năm ngoái thì hiện tại đây rất là sốt đất luôn. Hai tòa nhà khu ký túc xá sinh viên với xây với giá trị cả 1.000 tỷ đồng quý vị. Và khu ký túc xá sinh viên một khu rất là cao tầng. Thì để ý thì xung quanh thì cũng hơi buồn và nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt hơi xa, tầm khoảng 8 cây số quý vị. Hai tòa ký túc xá thì được khởi công vào cuối tháng 12 năm 2009 với quy mô là 30 hectare, gồm 17 khối nhà cũng như là hệ thống hạ tầng đáp ứng chỗ ở cho 14.000 sinh viên. Mỗi phòng như vậy thì có thể là ở được 6 đến 8 sinh viên với diện tích sử dụng khoảng 50m², đầy đủ nhà tắm, phòng bếp, rồi phòng ngủ v.v. rồi hệ thống tắm nước nóng, điện đóm, vân vân. Dạo này các bạn sinh viên cũng thuê nhiều rồi, chứ hồi xưa cũng vắng lắm. Giá phòng cũng rẻ thôi quý vị, bởi vì sinh viên mà chỉ có vài chục ngàn cho một tháng, đó là chưa tính tiền điện nước. Các em sinh viên ở trên các trường trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng có nhu cầu thì cũng về đây ở rất nhiều. Bây giờ đỡ vắng hơn ngày xưa rồi quý vị. Bên tay trái của em sẽ đi về khu vực trường dạy lái Thiện Phúc Đức. Còn đi lên cái ngọn đồi này thì đây là khu biệt thự, khu dân cư Nguyễn Hoàng. Tại đây do nằm một vị trí cao quý vị, cho nên là mình có thể phóng tầm mắt ra dãy núi Lang Biang rất là đẹp về huyện Lạc Dương. Cũng yên tĩnh và mát mẻ đó. Tuy nhiên cũng có nhiều người cũng không thích nhà lồng á. Xung quanh thì cũng có nhiều nhà lồng. Cũng đến ngay vị trí này thì em cũng xin phép được tạm dừng video tại đây.
Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì em sẽ tạm dừng ở đây và xin được nói lời tạm chia tay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo của em.